xin kính chào quý vị và các bạn minh hải miền đông hôm nay tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn với những câu chuyện kỳ lạ và thưa các bạn trên cuộc sống của chúng ta có những điều xảy ra không thể tưởng tượng được và những câu chuyện kỳ lạ như thế này tôi mong rằng cô chú anh chị lắng nghe và để chia sẻ trước khi vào câu chuyện tôi không quên gửi lời chúc tới mọi người gần xa trong và ngoài nước luôn luôn bình an mạnh khỏe và hạnh phúc giờ đây kính mời quý vị các bạn lắng nghe về những câu chuyện lạ như thế này trong vòng 30 năm hành nghề nhân viên nhà tang lễ mới ghi nhận trường hợp hư hữu Người chết có nhịp thở và mạch đập. Nhân viên cấp cứu đã đưa ra chẩn đoán nhầm, sau khi nhận thấy nạn nhân không còn thở, mạch ngừng đập, cơ thể tái nhợt và cứng lại. Trên các trang mạng xã hội vừa rồi đăng một thông tin động trời. Đó là đã cấp cứu và hỏa táng đưa một là người đàn ông tên là Tung. Và người sinh sống ở huyện Tân Túc sau khi nhận được cuộc gọi báo ông này bị đột quỵ vào ngày 20 tháng 10. Khi tới được hiện trường, nhân viên cấp cứu nhận thấy cơ thể ông Tung đã bị cứng lại, màu da tái nhợt, kèm theo không còn nhịp thở và mạch cũng ngừng đập. Do đó, họ nhận định bệnh nhân coi như đã chết và bàn giao thi thể cho phía cảnh sát. Tuy nhiên, khi nhân viên nhà tang lễ tới làm việc vào đêm cùng ngày, họ bất ngờ phát hiện ông Tung đang thở và mạch vẫn đập. Họ nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa ông Tung tới bệnh viện. Nhân viên nhà tang lễ nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm hành nghề họ gặp phải trường hợp hy hi hữu như thế này. Dù đã được điều trị tại bệnh viện nhưng ông Tung đã qua đời vào ngày 26 tháng 10, tức là sau 6 ngày sau khi chết hụt gia đình ông Tung vô cùng buồn bã trước cái chết của người thân. Họ cho rằng nếu như nhân viên y tế của đội cứu hỏa không đưa ra đánh giá sai tại hiện trường dẫn tới việc cứu chữa bị trì hoãn, ông Tung sẽ là sống sót. Các thành viên trong đội cứu hỏa đã nhiều lần tới thăm gia đình ông Tung kể từ khi ông từ cõi chết trở về, được đưa vào viện để điều trị nhân viên y tế đã đưa ra đánh giá sai tại hiện trường phát hiện ông Tung bị đột quỵ. Cũng đã sống trong cảnh mặc cảm và rơi vào trạng thái bị mất ngủ. Đội cứu hỏa huyện Tân Trúc cho hay họ không muốn làm nhân viên y tế phải chịu thêm tổn thương. Cơ quan này sẽ xem xét lại quy trình và khái niệm coi như đã chết ở hiện trường để tránh sự việc đáng tiếc như đã xảy ra với ông Tung. Theo các quy định hiện hành, nhân viên cấp cứu không chịu trách nhiệm vận chuyển thi thể người đã chết, tuyên bố nạn nhân coi như đã chết tại hiện trường, được đưa ra dựa trên các dấu hiệu ngưng tim ngoại viện, cơ thể phân hủy, cơ thể căng cứng hoặc bị chặt đầu. Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chuyện mà đã xảy ra rất kỳ lạ mà người làm nơi nhà xác 30 năm mới gặp một lần hư hữu như thế này và mời quý vị các bạn tiếp theo nghe chuyện thứ hai đó là người phụ nữ đâm xe chết người rồi hèn nhát bỏ chạy đến khi biết tên nạn nhân mới thất kinh hét lên một câu xé lỏng sau khi biết danh tính của nạn nhân người phụ nữ lái xe gây tai nạn vô cùng hoảng loạn không thể chịu đựng được trước sự thật quá mức phũ phàng vào ngày 13 tháng 10 Cảnh sát đã bắt được nghi phạm gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn một tuần trước đó. Vào chiều tối ngày 6 tháng 10, Sở Cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi từ người dân cho biết có một người bị thương nằm gục trên đường. Tại hiện trường chỉ có một chiếc gương chiếu hậu bị rơi ra nằm lăn lóc. Ngoài ra không có bằng chứng khác về vụ tai nạn vì xung quanh không có camera an ninh. Người bị tai nạn đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng qua đời không lâu sau đó. Để điều tra nguyên nhân sự việc, cảnh sát huyện Phú Ninh đã mở cuộc ra soát quy mô lớn trong khu vực. Đội điều tra đi dò hỏi các nhà dân xung quanh, phát thông tin lên báo đài tìm kiếm những phương tiện có đi ngang qua đoạn đường đó với hy vọng có thể tìm được manh mối qua camera hành trình của các xe sau nhiều nỗ lực cảnh sát cuối cùng xác định được người gây tai nạn vào tối định mệnh ngày hôm đó nghi phạm là một phụ nữ trung niên họ ngụy sống ở cách đó không xa khi bày ra các chứng cứ trước mặt ở trong phòng thẩm tra bà ngụy đã phải cúi đầu thừa nhận ngày hôm đó mình vô tình đâm trúng người khi xe điện của ngụy va chạm với người đi đường ngược chiều cả bà và người đối diện đều bị ngã Người kia nằm úp xuống đất bất tỉnh nhân sự trong cơn hoảng loạn bà quá sợ hãi mà quay xe chạy trốn ngay lập tức. Khi phát hiện một chiếc gương chiếu hậu của xe mình đã bị rơi ở hiện trường, bà đã tháo và ném chiếc còn lại xuống sông Hồng trốn tránh cảnh sát. Nhưng bất ngờ là khi cảnh sát nói ra tên của nạn nhân, người phụ nữ này đã vô cùng chấn động, ôm đầu gào khóc thảm thiết trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trời ạ, à, đó là người thân của tôi. Nếu lúc ấy tôi không chạy mà đưa anh ấy đi bệnh viện thì có lẽ anh đã không chết. nghi phạm hét lên giữa phòng thẩm tra. Chi tiết này đã khiến cảnh sát cũng phải lặng người. Sau khi biết được sự thật quá đau lòng, người phụ nữ đã trở nên hoảng loạn, liên tục khóc lóc tự trách bản thân và khẳng định nếu biết đó là người nhà của mình, bà chắc chắn không chạy trốn như thế. Nếu được đưa đi cấp cứu sớm hơn, nhiều khả năng người thân của bà đã không thiệt mạng và bà chính là người gây nên cái chết đó. Nghi phạm hiện vẫn đang bị giam giữ và sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật cho hành vi của mình. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện, một thông tin quá đau lòng. Đâm người, tông người gây tai nạn rồi bỏ chạy. Không ngờ cảnh sát đã phát hiện ra được, nhưng đau lòng hơn người bị tai nạn đó là một người thân trong gia đình của mình. Đây là thật một bài học xương máu luôn đó các bạn. Nên ở đời chúng ta sống về cái lòng tốt, tức là giúp người là giúp giúp mình. Đó trong câu chuyện này cũng cho 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 chúng ta thấy đây là câu chuyện có thật mà giống như là một câu chuyện là truyền thuyết vậy các bạn thì mong quý vị và các bạn lắng nghe để bình luận chia sẻ về hai câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của minh hải miền đông xin chào tạm biệt